Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với video theo mình. Thì cũng có một cái video mình vừa trộm được cây mía này nhờ ông anh mình. Thì đến với video tiếp theo này của mình, thì bây giờ mình thử thưởng thức cái cây mía này theo nó có ngọn không nhá mọi người. Thì ok, giờ mình sẽ ra rửa qua cái vì nó khá là bẩn mọi người. Mình đã rửa qua cái không có dao nên là mình không thể tước được. Nhưng mình rửa qua mình tỉa mồm vậy. Ok, chờ mình một chút xíu. Ok rồi đấy, mình đã rửa sau rồi. Các em ăn không? Ăn thử mà. Cho các em mình thử thức thôi. Thử mình như thế này ngon không? Đấy, vô đây đi. Chào tất cả mọi người nhá. Đây, cho thằng em mình nó xuống đây chơi cùng. Ây ơi. Thử thưởng thức cái mía trắng này cho nó ngọt không mọi người? Ok, giờ mình sẽ tước nó ra. Không có dao nên phải tước mồm vậy. Ai? Yeah, cứng. Cứng lắm. Cứng lắm anh ạ. Cứng. Ê, cháu chăng mọi người. Ok nhá, mình thử thưởng thức phát mà cũng ngọt lắm mọi người. Nhưng mà nghe có vẻ khá là cứng. Ok nhá, chào mà mọi người nhá. À, cắn được ăn miếng mía về, cơ chứa cái răng gì ạ? Cũng gọi là ngọt mọi người ạ. Mời mọi người nhá. Nó gọi là thao thảo một tí thôi. Nó không ngọt khé. Cũng được, gọi là ngon. Cũng thao thảo mà. Vậy này có dao tước thì ngon hơn. Nhưng hôm nay không có dao nên anh em tôi phải tước bằng mồm mọi người. Đi ăn trộm. Cái loại này ép. Ép uống nước ngon lắm. Đấy này ép uống ngon lắm. À. Mà xả qua hàm nữa. Những cái chỗ bán nước mía là người ta hay ép những loại mía này mọi người. Mía này nó khá là rẻ. Nó không đắt như loại mía đen. Đỏ, đen đen. Cứng lắm. Được cứng lắm. Xả qua hàm rồi. Vứt mấy cái này đi. Kia chẳng qua nó hơi cứng một chút xíu mọi người. Nói chung ăn là cũng được. Nó cũng ngọt ngọt một chút xíu. Tí về mình làm thêm mấy cây nữa vậy. Thỉnh thoảng mỏi mao ấy, rảnh mồm quá thì bỏ ra tước được rồi. Cái này nó khá cứng. À, không cẩn thận là rách mép rồi. Đang ăn mía lại thôi. Này. Cứng. Ông thử ông đời. Cứng không mọi người? Chắc là mình thôi rồi. Nhà răng này nó gãy răng rồi. Mía này nó cứng thì thôi nhá. Mình thế mình dừng clip đây nhá. Thì hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nhá. Giờ tôi đi kiếm một con dao rước mọi người. Ok nhá. Chào mọi người nhá. Còn gì mà cứng thế cơ? Đây, thằng này nó vặt mía ở đây à? Vặt thụ mà. Vặt chỗ ấy. Thằng này rồi, tao về tao khoe ông già tao. Mọi người, thằng con này là gì? Nhí mặt tao ấy. Mày được rồi.